Xin chào, rất vui lại được gặp lại các bạn trong video tiếp theo của mình. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn việc nuôi cá bình tích với cá vàng có được hay không, và những lưu ý khi chúng ta nuôi chung cá bình tích với cá vàng là như thế nào. Thì các bạn có thể thấy cái bể cá vàng của mình ngày hôm nay rất là sạch các bạn, đáy không hề có một chút phân nào cả. Phân tất cả đã được hút lên trên cái lọc tràn này rồi các bạn. Nó đang bám vào cái miếng bông lọc rồi các bạn. Thì các bạn an tâm một điều rằng là nếu các bạn set up một bể cá như của mình như này, sử dụng thùng nhựa như thế này, thì bể cá rất là sạch, phân không hề động lại gốc nào cả, và không hề có một dấu vết của phân cá vàng trong cái tanh nhựa này. Tất cả những phân đều được cái máy lọc của mình hút lên trên lọc tràn hết, đảm bảo một môi trường sống cực kỳ sạch sẽ cho cá của chúng ta. Và các bạn có thể thấy con cá bình tích đực các bạn, nó đang lùa cái con cá vàng, nó lùa để nó mút nhớt các bạn, nó mút cái vảy của con cá vàng với mút mắt cá vàng các bạn. Con cá bình tích đó rất là nghịch. Thì bây giờ mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái con cá bình tích đẹp nhất trong bể của mình, là con bình tích vàng này các bạn. Màu rất là đẹp, màu vàng óng luôn các bạn, và vây rất là dài. Các bạn có thể để đấy, nó là lưng gù các bạn. Cái lưng con cá này hơi có dấu hiệu bị gù và cái kiểu dấu hiệu short body các bạn. Lưng nó gù rất là đẹp và vây rất là dài, màu sắc rất là bắt mắt đó các bạn. Nhìn thấy vây đuôi dài, vây tay dài luôn. Và đây là con cá bình tích mái màu trắng của mình này, mình đang đi bắt các bạn này. Câu được nhanh quá. Đây là em bình tích đốm của mình các bạn, bụng rất là bự rồi. Con bình tích này chắc là sắp đẻ rồi các bạn, bụng rất là bự và nhìn rất là tròn rồi. Và đây là em bình tích trắng, bụng cũng rất là bự luôn. Thì mình trong hồ này mình nuôi ba cặp, đó là một cặp trắng, một cặp vàng và một cặp đốm. Nhìn body rất là dễ thương. Đây các bạn có thể để ý thấy con cá bình tích đực kia, nó luôn luôn đi dĩa vây của tụi cá vàng đó. Rất là bực. Để mình bắt tụi cá bình tích đực lên cho các bạn xem. Nó nhanh lắm các bạn, nó rất là nhanh. Nhưng mà bắt nhiều là quen rồi các bạn. Để mình bắt cho nó, bắt lên cho nó còn được thôi. Đây, con bình tích đực rồi các bạn. Vây cũng rất là dài, màu cũng rất là đẹp. Nhưng mà được tội là hay đi lùa những con cá vàng và khiến chúng bị sợ. Con này rất là dữ các bạn. Thì nếu các bạn nuôi cá vàng chung với cá bình tích và gặp trường hợp một con cá nó nghịch như thế này, nó dữ như thế này, thì các bạn nên bắt chúng ra ngoài, và các bạn không nên nuôi chung vì như vậy rất là ảnh hưởng tới cá vàng. Và như thế thì các bạn không thể nuôi chung chúng với cá vàng được, tại vì nó sẽ làm ảnh hưởng tới cá vàng. Đây thì con cá vàng mình nuôi mấy ngày hôm nay các bạn ăn rất là no, bụng căng tròn luôn. Thì bây giờ nó hiện tại nó đang có kích thước là 2 ngón tay rồi, bụng rất là tròn. Con này thì to hơn. Con này màu đen, nó lột ra màu vàng các bạn. Cá tàu mà nhìn cũng rất là đẹp. Con này thì được 2,5 ngón tay, bụng ăn bụng tròn. Đây thì mình sẽ bắt con cá nhỏ lên các bạn xem. Đây con cá nhỏ này các bạn. Con này thì nhỏ hơn chút xíu, nhưng mà được cái là nó có màu trắng ở dưới mang và bụng các bạn. Nhìn cũng rất là dễ thương, rất là baby. Đó. Thì việc nuôi chung thì nếu các bạn nuôi mà không cần sinh sản á, thì các bạn có thể nuôi chung được. Tại vì nếu cá bảy màu, cá bình tích mà sinh sản thì sẽ bị cá vàng ăn hết các bạn.
kể cả trứng, cả cả các con thì nếu nuôi chung như thế này thì sẽ bị tụi cá vàng ăn hết. Và nếu các bạn nuôi mà gặp một con cá bình tích đực mà dữ thì nó sẽ làm ảnh hưởng sức khỏe tới cá vàng rất là nhiều. Nếu các bạn muốn nuôi chung thì các bạn sẽ thả thử xem con nào nó không lùa cá vàng thì các bạn giữ lại. Còn con nào mà chuyên gia lùa tụi cá vàng thì các bạn bắt ra và không nên nuôi chung với chúng. Tại vì như vậy thì cá vàng rất dễ bị stress và bị bệnh. Và một điều nữa là việc nuôi chung như thế này sẽ tạo cái sự đa dạng cho cá vàng của bể của các bạn lên. Thì nếu cá hiền thì nuôi chung rất là tốt, rất là đẹp. Tại vì chúng cùng ăn thức ăn chung với nhau mà. Còn nếu mà con nào dữ quá thì các bạn bắt ra riêng và không nuôi chúng nữa. Thì nghĩa là các bạn có thể nuôi chung nếu các bạn cảm thấy không cần sinh sản, không cần cho tụi bình tích sinh sản. Còn nếu các bạn muốn tụi bình tích phát triển số lượng thì các bạn nên nuôi bình tích với cá bảy màu hoặc những loài cá mà không có xu hướng ăn tạp như cá vàng. Đó là những cái chia sẻ của mình về việc nuôi chung. Mình rất ưng con cá bình tích mái này các bạn. Body short, vây dài, đuôi dài, lưng thì có chút gù gù một chút xíu, màu sắc thì cực kỳ là bắt mắt, nó rất là nổi bật và rất là đẹp các bạn. Thì cá bình tích còn là một loài cá hiền thôi, cũng không nó không có hung dữ, chỉ có một vài con cá đực, cá trống thì nó rất là hay lùa những con khác và rất là dữ, chỉ một vài con cá trống dữ thôi. Thì trong này mình có ba con cá trống thì chỉ có một con cá màu vàng đó là nó lùa thôi, còn những con khác thì nó rất sống, rất là hòa thuận, các bạn không? Nước thì mấy ngày hôm nay mình chưa thay và cũng rất là trong. Thì khi thay thì các bạn có thể thay nước hoặc là vệ sinh cái hệ thống lọc tràn là được rồi. Máy bơm hút phân rất là hiệu quả. Bể cá rất là sạch. Và các bạn cũng có thể nuôi chung với cá bảy màu với cá vàng cũng đều được hết. Các bạn thả thử sinh chung cũng được. Đây đây là con cá tai tượng châu Phi của mình. Sau vài ngày về ở với mình thì nó đã khỏe khoắn trở lại và ăn rất là nhiều. Mấy ngày hôm nay mình cho nó ăn tôm và nó đã khỏe trở lại rồi các bạn. Và nó đã lanh lợi trở lại chứ nó không có yếu như ngày xưa nữa. Và bây giờ con cá tai tượng châu Phi này nó đã tự tin lên ăn mồi trên tay của mình rồi. Nó không còn nhút nhát như xưa nữa rồi. Đó. Nó đã khỏe trở lại và rất là lanh lợi. Thì loài cá tai tượng này rất là dễ nuôi. Vâng, và đó là chính là chia sẻ của mình trong cái việc các bạn có nên nuôi chung cá vàng với cá bình tích hay không. Nên nuôi để tăng sự đa dạng cho bể cá của chúng ta và giúp bể cá của chúng ta đẹp hơn. Và không nên nuôi nếu các bạn muốn cá bình tích sinh sản và gặp những con cá hung dữ lùa cá vàng. Nếu thấy video của mình hay, đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo. Nhớ theo dõi video của mình để xem mình làm những video về những loài cá mới và những kinh nghiệm khi mình nuôi những loài cá tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.